Thưa quý vị, sáng nay, Quận ủy Ngũ Hành Sơn long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023. Dự buổi lễ có Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Đợt này, Quận Ngũ Hành Sơn có 75 đảng viên đủ tiêu chuẩn, vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có 3 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 14 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này và nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là vinh dự của gia đình và của cả Đảng bộ Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thông báo đến toàn thể đảng viên một số nét lớn về tình hình kinh tế xã hội của thành phố, những thách thức khó khăn thành phố phải đối mặt thời gian tới và cho biết Đảng bộ chính quyền thành phố luôn trân trọng biết ơn những đóng góp của các thế hệ đảng viên đi trước, mong muốn tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu, xây dựng Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn nói riêng, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nói chung ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.